À, xin chào các bạn đang xem video của Trần Tuấn Jury Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2022 Mình làm cái video Giới thiệu đến các bạn Cặp nhẫn kim cương Bali 6 Mình vừa mới Chế tác xong cho khách hàng này Cặp nhẫn này Ni tay là Ni nữ là ni 10 nhi nam mà ni 12. À, vàng à, hồng và vàng trắng 18 k đấy bên hồng là đính nhẫn nữ thì bên hồng đính à, kim cương tấm nha đấy. hàng tấm này xi hồng à, vàng hồng và vàng trắng rất là đẹp này si hồng rất đẹp kim cương ba ly 6 hàng GIA hai bên đều là GIA hết nước ơ nó rất là là trong suốt này à sẵn tiện đây mình có mình chia sẻ cho các bạn khi một cái um, kiến thức về cái kim kim cương nhân tạo nhé kim cương nhân tạo á đúng kim cương nhân tạo á là kim cương được tổng hợp ở trong phòng thí nghiệm do các nhà khoa học người ta tổng hợp trong phòng thí nghiệm ra đó thì chất lượng của nó về độ cứng là nó gần gần tương đương với kim cương tự nhiên à, về độ bóng và độ trong suốt thì nó nó vẫn thua nó không thể bằng được nhưng mà chi phí để tổng hợp ra một viên kim cương nhân tạo rất mắc nên kim cương nhân tạo đó chỉ có ở các phòng thí nghiệm thôi ở trên thị trường là không có nha không có kim cương nhân tạo đấy đâu người ta toàn là đá CZ xong rồi người ta gắn thêm một cái mát gọi là kim cương nhân tạo thôi mình đã từng đi dự cái hội nghị của SGC tổ chức đó SGC và hội kim hoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thì hồi, lúc đấy là hình như là cái chú đó là giám đốc của STC quận 7 á. xưởng sản xuất của STC chú ấy phát biểu là trong cuộc đời làm nghề kim hoàn của chú đó chứ chú ý, chưa bao giờ thấy kim cương nhân tạo ở ngoài thị trường cả cho nên ở việt người việt mình thì đánh lừa đánh lừa người tiêu dùng hay là thì kim cương nhân tạo thì người, người việt mình lại định nghĩa là như này thì là viên đá được cắt cắt rác theo giống như kim cương và do con người làm ra thì gọi là kim cương nhân tạo cái đó hoàn toàn là một cái khái niệm đánh chéo và đã đã ở thành phố Hồ Chí Minh này này sở công thương này đã từng cảnh báo về cái vấn nạn mà đá xi cao cấp gắn mát là kim cương nhân tạo để lừa người tiêu dùng đó không có kim cương nhân tạo ngoài thị trường Đấy. rồi mình sẽ quay kỹ lại cập nhật này một lần nữa cập nhật này là của thiết kế theo một cái hãng của nước ngoài đấy cái hãng gì mình cũng quên rồi à mình cái nhẫn này là mình trực tiếp design nha mình design lại cái theo cái hình ảnh của cái mẫu của nước ngoài cặp này nó khoảng hơn hai chỉ một tí hai chỉ một hai chỉ 2 gì đó à, và cuối cùng là cái giá tiền giá thành phẩm của cặp này là 35 triệu 35 triệu rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha các bạn có nhu cầu thiết kế và chế tác trang sức kim cương đó, thì cứ liên hệ với Trần Tuấn 0969 666642 0825 388882 Ừ, mình sẽ là người trực tiếp design và lựa chọn những viên kim cương hoàn hảo. Đó. Rồi xin chào các bạn.